กายก็ได้เอาBiết rõ kiếp con người tạm già, tạo ác chi cho quả thêm cay. Cho người vui hơn việc cho buồn, người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lệ tuôn theo người. Hoàng xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của mình ở buổi lễ dâng hương mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu ở núi Bà Tây Ninh nha cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục xem diễn biến ở buổi lễ này như thế nào. Mời cô chú anh chị và các bạn. Thì tình thường đây có bao giờ
quốc giấy vòng tay thì ta chân có ai mà thầy mẹ cha khi ta đã có giúp cha liền anh em cùng ruột có bên nhau cầm tay sang nhà đã thi bây giờ có mẹ Thank you.
Đến đây Hoàng xin phép cô chú anh chị và các bạn Hoàng kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem những video tiếp theo của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh mình nhé. Cô chú anh chị các bạn, xin chào tạm biệt, bye bye.